Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu thưa quý vị. Ấn Độ bác bỏ những cáo buộc là họ đứng đằng sau các vụ ám sát ở nước ngoài. Theo tường thuật của The Guardian đưa tin vào ngày 4 tháng 4, các cuộc phỏng vấn với các sĩ quan tình báo ở Ấn Độ và Pakistan, cũng như là những tài liệu được các nhà điều tra Pakistan chia sẻ, đã làm sáng tỏ cách một cơ quan tình báo hải ngoại của Ấn Độ bị cho là đã bắt đầu thực hiện những vụ ám sát ở nước ngoài kể từ khi New Delhi bắt đầu cách tiếp cận cứng rắn hơn về an ninh quốc gia sau năm 2019. Cơ quan tình báo Ấn Độ ở trong cáo buộc nêu trên có tên là Research and Analysis Wing, tạm dịch là cánh nghiên cứu và phân tích, nằm ở dưới sự quản lý trực tiếp của các văn phòng Thủ tướng Ấn Độ. Các cáo buộc mới có liên quan đến gần 20 vụ giết người ở Pakistan do các tay súng không rõ danh tính thực hiện kể từ năm 2020. Theo The Guardian, dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra Pakistan, các vụ ám sát này được giàn dựng bởi các đơn vị tình báo ấn độ mà phần lớn hoạt động ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất các đơn vị này bị cáo buộc là đã trả đến hàng triệu rupee cho tội phạm hoặc là người nghèo ở pakistan để cho họ ra tay giết người tình báo ấn độ cũng bị cáo buộc là đã tuyển dụng các tay súng để thực hiện việc ám sát khiến họ tin rằng họ đang giết những kẻ ngoại đạo trả lời The Guardian bộ ngoại giao ấn độ bác bỏ tất cả các cáo buộc này nhắc lại tuyên bố trước đó rằng đây là hành động tuyên truyền sai trái và ác ý để chống lại Ấn Độ. Họ cũng nhắc lại tuyên bố của Ngoại trưởng Ấn Độ rằng các vụ giết người có chủ đích ở những quốc gia khác không phải là chính sách của chính phủ Ấn Độ. Philippines sắp tập trận với Hoa Kỳ, Nhật và Úc ở Biển Đông Philippines sẽ tổ chức cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc ở Biển Đông, dự kiến tổ chức vào ngày 7 tháng 4 giữa lúc căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tiếp diễn, theo AFP đưa tin trước đó trong tuần thì tàu chiến của úc là hmas warren munger đã tới tỉnh palawan của philippines quân đội philippines nói chuyến thăm của tàu nước úc nhằm để tăng cường quan hệ quân sự giữa các quốc gia đối tác giới quan sát đa phần xoáy vào tình hình căng thẳng giữa philippines và trung quốc trong vấn đề biển đông các đối tác trong cuộc tập trận trên cũng nhiều lần bày tỏ lo ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trung quốc trong khu vực châu á thái bình dương cũng như là sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc tập trận vào ngày 7 tháng 4 cũng chỉ cách vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với lãnh đạo của Nhật Bản và Philippines. Đây là lần đầu tiên ông Biden có cuộc thượng đỉnh cùng với hai đối tác này. AFP lưu ý, căng thẳng khu vực đã gia tăng trong năm ngoái, thời điểm mà Trung Quốc trở nên quyết đoán, tự tin hơn trong việc áp đặt tuyên bố chủ quyền tại các vùng biển có tranh chấp với Philippines và Nhật Bản. Đáp lại thì Hoa Kỳ đã tìm cách tăng cường quan hệ đồng minh trong khu vực, đặc biệt với các đồng minh hiệp ước như là Nhật Bản và Philippines. Với riêng Philippines, cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, Nhật và Úc sắp tới có thể khiến cho Manila và Bắc Kinh thêm phần căng thẳng. Thời gian gần đây, thì tàu thuyền của Philippines và Trung Quốc đã có những màn đối đầu tại Biển Đông. Học sinh phải nghỉ học bởi vì trời nắng nóng bao trùm khắp vùng Đông Nam Á. Hiện tượng thời tiết El Nino đã mang đến thời tiết nóng hơn và gai gắt hơn ở vùng Đông Nam Á, làm gia tăng nguy cơ cháy và đất đai khô cằn, học sinh đã phải nghỉ học. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hiện tượng này đã bắt đầu suy yếu, nhưng nó sẽ tiếp tục gây ra nhiệt độ ở trên mức trung bình khắp toàn cầu. Nhiệt độ thậm chí còn lên đến 40 độ C ở các vùng của Thái Lan, Campuchia, Lào và Miến Điện trong khi ở mức thấp nhất 35 độ C là ở Mã Lai, Indonesia và Philippines trong tuần đầu của tháng 4. Do nắng nóng vượt sức chịu đựng, Bộ Giáo dục Philippines đã cho phép các trường tổ chức dạy học từ xa hoặc là nghỉ học. Còn ở tại Singapore, một số trường cho phép học sinh được mặc trang phục thể dục cho đến khi nào có thông báo mới. Nắng nóng gay gắt khiến cho nhiều người thiệt mạng ở Mã Lai. Chỉ trong vòng 3 tháng đầu, quốc gia này đã báo cáo có tổng cộng 27 trường hợp bị thương vong liên quan đến nhiệt độ. Ở tại Thái Lan trong ngày mùng 3 tháng 4, nhiệt độ có khi lên đến 43 đến 44 độ C, thỉnh thoảng giảm nhẹ do những cơn mưa mùa hè. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo nhiệt độ sẽ cao hơn bình thường là khoảng 30% trong những ngày tới. Hoa Kỳ đáp lửng chuyện nhà nước Palestine độc lập. Tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ khẳng định việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập nên được thực hiện thông qua đàm phán giữa các nước, chứ không phải tại cơ quan quốc tế này. Vào năm 2011, Palestine đã nộp đơn xin làm thành viên đầy đủ của Liên hiệp quốc, nhưng đến nay Palestine vẫn trong tình trạng nhà nước trên thực tế thay vì được công nhận chính thức. Liên hiệp quốc đã cho phép Palestine làm quan sát viên từ năm 2012. Tuần này, chính quyền Palestine yêu cầu xem xét đơn gia nhập của họ một lần nữa, nhưng nguyện vọng trên nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn từ Hoa Kỳ. Một nhà nước Palestine độc lập ở Liên hiệp quốc cần có sự chấp thuận của toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an thường trực và không thường trực. Sau đó phải có sự đồng thuận của ít nhất là 2 phần 3 tổng số 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ là một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, có lá phiếu chống quyền lực và có tiếng nói trọng lượng ở Liên Hiệp Quốc. Nhưng điều quan trọng ở chỗ Washington là đồng minh thân thiết của Israel, quốc gia tranh chấp với người Palestine. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có dùng lá phiếu chống tại Hội đồng Bảo an để chặn đơn gia nhập của Palestine hay không? Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Matthew Miller cho rằng ông không muốn suy đoán, nhưng lưu ý việc thành lập nhà nước Palestine độc lập với sự bảo đảm an ninh cho Israel là điều nên được thực hiện thông qua đàm phán giữa các bên, chứ không phải tại Liên Hiệp Quốc. Liên quan đến cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza vào ngày 4 tháng 4, một quan chức của Hamas là Osama Hamdan cho biết, không có tiến triển nào ở trong các cuộc đàm phán, mặc dù phía Palestine đã thể hiện thiện trí linh hoạt ở trong cuộc đàm phán này. Trong khi Hamas muốn có một thỏa thuận ngừng bắn để bảo đảm rằng Do Thái chấm dứt các cuộc tấn công quân sự, thì phía Do Thái muốn có một thỏa thuận trao đổi tù nhân để phóng thích con tin, xong lại từ chối cam kết chấm dứt chiến dịch quân sự. Ông Hamdan cho rằng chính quyền của Netanyahu đã tạo ra rào cản khiến cho cả hai bên không thể đạt được thỏa thuận. Quân đội Do Thái đã thả 101 người Palestine bị bắt giữ ở trong các chiến dịch tấn công chuyên bộ, được tiến hành trong những tháng gần đây. Những người này được thả qua cửa khẩu Kerem Shalom của Do Thái để đi về phía nam Gaza. Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng leo thang bạo lực sau vụ các tướng lĩnh Iran bị thiệt mạng trong vụ không kích của Do Thái ở Damascus của Syria vào đầu tuần này, quân đội Do Thái vào cùng ngày khẳng định là họ không có bất cứ sự thay đổi nào trong các hướng dẫn về phòng thủ quốc gia. Chuẩn đô đốc Daniel Haga, người phát ngôn của quân đội do Thái khẳng định, người dân không cần thiết phải mua máy phát điện, tích trữ thức ăn và rút tiền từ ATM. Quân đội do Thái sẽ sớm có thông báo chính thức khi có bất cứ sự thay đổi nào. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Afghanistan là quốc gia chịu nhiều thương vong do bom mìn gây ra nhất thế giới. Theo tờ The Guardian, Kể từ năm 2001, lực lượng không quân Hoa Kỳ và NATO đã thả 20.000 tấn bom xuống Afghanistan, khoảng 10% trong số đó khi chạm đất không phát nổ và bị chôn vùi trong lòng đất. Và đầu tháng 4 này, thì chính trẻ em đã bị thiệt mạng trong vụ nổ bom sót lại sau chiến tranh tại tỉnh Ghazni, miền đông của Afghanistan. Vụ nổ xảy ra khi một nhóm em nhỏ từ 4 cho đến 10 tuổi vô tình đã tìm thấy quả bom và coi đó là đồ chơi. Vào hồi tháng 3, thì một vụ nổ bom tương tự ở tỉnh Helmand, miền nam của nước này cũng đã khiến cho ba trẻ thiệt mạng và hai em bị thương. Sau hơn 4 thập niên chứng kiến xung đột và chiến tranh, Afghanistan hiện là một trong những quốc gia có nhiều bom mìn còn sót lại nhất, cũng là quốc gia chịu nhiều thương vong do bom mìn gây ra nhất thế giới. Mặc dù kể từ năm 1989, hơn 18 triệu quả bom mìn tại nước này đã được rà phá. Giới chuyên gia ước tính, với tốc độ ra phá như hiện nay, phải mất vài trăm năm nữa bom mình sót lại tại Afghanistan mới được tháo gỡ hết. Thống kê cũng cho thấy là bom mình, vật liệu nổ vẫn được tìm thấy dọc đường, khu vực biên giới, gần nhà, trường học và nhiều địa điểm khác tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một phụ nữ bị chết khi cứu một con mèo bị kẹt trong nhà bị sập vì động đất ở Đài Loan. Một người phụ nữ đã thoát khỏi trận động đất ở trong tình trạng ổn định, nhưng sau đó cô ta đã quay trở lại tòa nhà 8 tầng ở trên đường Hiên Viên để cứu con mèo. Nạn nhân là cô Khương, 33 tuổi, một giáo viên trung học phổ thông. Lực lượng cứu nạn đã phát hiện ra cô đã bị cột nhà đè và tử vong. Tòa nhà 8 tầng này được xây dựng từ 38 năm trước. Đây là một trong hàng chục tòa nhà ở vùng Hoa Liên bị sập sau trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua ở Đài Loan. Tổng cộng có 24 người khác đã được giải cứu từ tòa nhà 8 tầng này trong đó có bốn người phải nhập viện. Một ngôi nhà của gia đình một tầng ở trên phố Beibin cũng bị sập, nghiêng ra đường và tầng 1 bị phá hủy hoàn toàn. Chủ nhà họ Ngô kể lại với các phóng viên rằng tất cả chín người lớn và ba trẻ em ở trong tòa nhà đều thoát nạn và bình an. Giới chức trách đang chạy đua để giải cứu người mắc kẹt sau trận động đất. Ông Wu Chen Fu, giám đốc trung tâm địa chấn thuộc về cơ quan quản lý thời tiết của Đài Bắc, cảnh báo rằng chính quyền không loại trừ khả năng là sẽ có những trận động đất mạnh từ 6.5 đến 7 độ trong vòng 3 ngày tới ở khu vực tương đối là gần đất liền. Tổng thống của Nam Hàn nỗ lực xoa dịu căng thẳng y tế trước thềm bầu cử. Vào ngày 4 tháng 4, tổng thống của Nam Hàn Yoon Suk Yeo đã có cuộc gặp người đại diện cho hàng nghìn bác sĩ thực tập trong nỗ lực mới nhất nhằm để xoa dịu căng thẳng y tế trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội khóa mới của nước này dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 4. Đây là cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này kể từ khi khoảng 12.000 bác sĩ tham gia đình công bằng cách nghỉ việc đồng loạt từ ngày 20 tháng 2 vừa qua, làm đảo lộn các hoạt động khám chữa bệnh ở nhiều bệnh viện đa khoa của Nam Hàn. Theo hãng tin Yonhap, người đại diện cho những bác sĩ thực tập tham gia cuộc gặp trên là ông Park Dan, người đứng đầu ủy ban khẩn cấp thuộc hiệp hội thực tập sinh viên của Nam Hàn. Sau cuộc gặp, thì văn phòng tổng thống Yoon suk yeol cho biết ông tôn trọng quan điểm của các bác sĩ thực tập và về kế hoạch của chính phủ tăng thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y bắt đầu từ năm 2025. Các khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân Nam Hàn ủng hộ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh nói trên của Tổng thống Yoon suk yeol Hành động nghỉ việc đồng loạt của các bác sĩ thực tập đã khiến cho nhiều bệnh viện lớn phải hoãn hủy hàng trăm ca phẫu thuật và điều trị, khiến cho người dân lo ngại về chất lượng chăm sóc sức khỏe khi tình trạng căng thẳng kéo dài.